cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 13. Hiệp đầu Lê Đức Thọ Kissinger. Đã 5 tháng trôi qua mà không có cuộc gặp gỡ riêng nào giữa Mỹ và Việt Nam. Ngày 14 tháng 1 năm 1970, tướng Walter gặp Mai Văn Bộ, đề nghị có cuộc gặp riêng giữa Kissinger và Bộ trưởng Xuân Thủy ngoài khuôn khổ hiện nay, với mục đích tạo ra một khung cảnh cho một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột trên cơ sở công bằng cho tất cả. Mỹ đề nghị cuộc gặp đó không trước ngày 8 tháng 2 vào cuối tuần. Hơn một tháng sau, vào ngày 16 tháng 2, Mai Văn Bộ trả lời cho Walter rằng Bộ trưởng Xuân Thủy sẵn sàng gặp Kissinger ngày 20 hoặc 21 tháng 2 năm 1970. Trong lúc uống trà, viên tướng Mỹ nói, ông Kissinger cũng muốn gặp ông Lê Đức Thọ. Ông cố vấn đặc biệt, Mai Văn Bộ đáp, có thể tham gia cuộc gặp này nếu ông Thọ còn ở Paris. Ồ, thế thì tốt lắm. Lúc ấy Lê Đức Thọ sang dự Đại hội Đảng Cộng sản Pháp, đồng thời để chuẩn bị gặp Kissinger. Mỹ muốn thăm dò ý đồ chiến lược và quan điểm cụ thể của ta về giải pháp. Trong lúc chiến trường miền Nam im ắng, dự kiến phía Việt Nam có thể chuẩn bị các hoạt động đông xuân, họ cũng muốn tìm cách ngăn cản ta đẩy mạnh hoạt động ở miền Nam hoặc Lào. Cuộc họp diễn ra hồi 10 giờ ngày 21 tháng 2, tại số nhà 11, phố Đa The, Choisy-le-Roi. Kissinger đến cùng Richard Meyer, chuyên gia về vấn đề Việt Nam, Tông La Ke và tướng Walter. Xuân Thủy ra đón ông và dẫn vào phòng khách nhỏ bên bếp ăn. Đây là giây phút đáng gọi là lịch sử. Kissinger gặp Lê Đức Thọ lần đầu tiên. Hai con người hoàn toàn khác nhau về nguồn gốc xã hội, bản chất con người, lý tưởng chính trị. Gặp nhau để rồi cùng nhau bàn cãi quyết liệt trong 3 năm để tìm một giải pháp cho vấn đề Việt Nam. Và cuối cùng chia nhau giải Nobel về hòa bình. Kissinger đã tả phút đầu gặp gỡ này như sau. Tóc hoa râm đường bệ, Lê Đức Thọ bao giờ cũng mặc bộ đại cán xám hoặc marông. Đôi mắt to và sáng, ít khi để lộ sự cuồng tín, đã thúc đẩy ông hồi 16 tuổi đi theo phong trào du kích cộng sản chống Pháp. Ông bao giờ cũng tỏ ra rất bình tĩnh, thái độ bao giờ cũng không có điều gì chê trách, trừ một hai lần. Ông hoàn toàn biết ông muốn gì và phục vụ lý tưởng của ông một cách tận tụy và khéo léo. Lê Đức Thọ tiếp tôi với sự lễ phép có khoảng cách của con người mà ưu thế hiển nhiên đến mức không thể làm khác được, bằng một kiểu lễ phép gần như sự hạ cố. Kissinger, sách đã dẫn, trang 459. Phát biểu đầu tiên, Kissinger xin lỗi đến chậm và đề nghị giữ bí mật cuộc gặp này vì ông đến Paris bí mật. Ông nói vui mừng được gặp lại Xuân Thủy vì ông ta cho rằng ông ta hiểu Xuân Thủy hơn nhiều người trong đoàn Mỹ. Ông ta tỏ ý vui mừng được gặp cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ. Đi vào nội dung, ông ta nhắc lại 3 khả năng mà Lê Đức Thọ đã nói với ông Harriman ngày 14 tháng 1 năm 1969 và khẳng định rằng Mỹ muốn tiến hành đàm phán trên cơ sở thiện chí và với thái độ nghiêm chỉnh. Ông ta biết rằng cuộc đàm phán là rất khó khăn vì một là khó xác định được mục đích của mỗi bên muốn đạt. Thứ hai cũng rất khó khăn là làm thế nào đạt được mục đích đó. Cuộc đàm phán càng thêm khó khăn bởi vì có sự nghi ngờ rất lớn từ lâu trong lịch sử. Ông ta nhấn mạnh. Dù bây giờ khắc phục được sự nghi ngờ này có khó khăn đến đâu đi nữa thì một năm nữa, hai năm nữa nó còn khó khăn nữa cho đến khi chúng ta đạt được hòa bình. Vì sớm hay muộn, thế nào chúng ta cũng phải lập lại hòa bình.
ông ta cố gắng tỏ ra thành thật, nói rằng Việt Nam đã bị đánh lừa năm 1956. Bây giờ thì Hoa Kỳ không có lợi gì trong việc đánh lừa Việt Nam nữa, vì nếu Việt Nam cho rằng bị đánh lừa thì họ lại tiếp tục chiến đấu. Các ông gần Nam Việt Nam hơn Mỹ. Vì vậy, Hoa Kỳ muốn tìm một giải pháp mà cả hai bên đều muốn đạt được. Nếu muốn đưa đàm phán đến thành công thì có hai yêu cầu. Phải nhất trí với nhau về mục tiêu cần phải đạt được. Khi đã có mục tiêu rồi thì phải nhất trí với nhau về một chương trình làm việc để đạt mục tiêu đó. Ông ta nhắc lại gợi ý hồi tháng 8 năm ngoái và cho rằng Việt Nam đã bỏ lỡ thời cơ vì tình hình của các ngài không được cải thiện gì và dù có lâu hơn nữa nó vẫn không được cải thiện. Ông ta phân tích, tình hình nước Mỹ có lợi cho Nixon, tình hình miền Nam hiện nay khó khăn cho Việt Nam hơn năm ngoái. Trên thế giới, vấn đề Việt Nam không còn là vấn đề trung tâm mà mọi người nhất trí chú ý. Phía Việt Nam không còn sự ủng hộ như trước nữa, kể cả một số nước vẫn ủng hộ Việt Nam. Ông ta khen Xuân Thủy giỏi trong việc đưa ra những tuyên bố bí ẩn có hàm ý, rồi nói, tình hình có thể như thế này. Theo chúng tôi, hình như các ngài muốn được bảo đảm, coi như một điều kiện cho đàm phán, là sẽ được ưu tiên chính trị, và lúc đó chúng tôi phải tùy thuộc vào sự thành thật và kiềm chế của các ngài sau này. Có lẽ theo các ngài thì hình như chúng tôi muốn giành ưu thế về quân sự và chúng tôi yêu cầu các ngài phải tin vào sự thành thật và sự kiềm chế của chúng tôi sau này. Hai là chúng tôi thừa nhận các ngài có vấn đề đặc biệt là đặt vấn đề quân đội của các ngài ở miền Nam Việt Nam trên cùng một cơ sở pháp lý như quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam. Chúng tôi biết rằng chưa bao giờ các ngài chính thức thừa nhận rằng các ngài có quân đội ở Nam Việt Nam và không bao giờ thừa nhận quân đội đó là quân đội nước ngoài ở Nam Việt Nam. Chúng tôi thừa nhận vấn đề này. Chúng tôi tôn trọng thái độ của các ngài về vấn đề này. Chúng ta thử tìm xem có thể có một giải pháp cho vấn đề đặc biệt khó khăn này không? Một giải pháp thực tế, chứ không phải một giải pháp có tính lý thuyết. Về giải pháp chính trị, chúng tôi nghĩ rằng có hai cơ sở để giải quyết. Một là khi các lực lượng bên ngoài rút ra khỏi Nam Việt Nam rồi thì người Việt Nam giải quyết với nhau. Nhưng nếu việc giải quyết này là một bộ phận của nội dung đàm phán của chúng ta thì chúng tôi xin nêu ra hai nguyên tắc dưới đây. Bất cứ giải pháp chính trị công bằng nào cũng phải phản ánh tương quan lực lượng chính trị hiện có ở Nam Việt Nam. Chúng ta phải thừa nhận rằng không một bên nào có thể cho rằng phía bên kia sẽ từ bỏ ở đàm phán những gì mà họ không chịu bỏ ở chiến trường. Kissinger cũng đề ra hai cách làm việc. Thảo luận cả 10 điểm của mặt trận và 8 điểm của Nixon. Hai là gạt 10 điểm và 8 điểm ra mà xác định với nhau những nguyên tắc chung. Khi đã thống nhất rồi thì để cho các đoàn ở Cullenberg giải quyết các chi tiết. Hoa Kỳ không cứng nhắc, Hoa Kỳ muốn chấm dứt chiến tranh một cách thực tế chứ không phải về lý thuyết. Ông nhấn mạnh rằng sự tiến bộ của việc này tùy thuộc vào việc không có sự tăng cường bạo lực ở Nam Việt Nam. Xin hiểu là hoạt động quân sự của Việt Cộng. Chú thích của tác giả. Đó là điều không có lợi cho cả hai bên mà có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Ông nói, Tổng thống Nixon còn cầm quyền 7 năm nữa. Không phải là điều đáng mong muốn gì cho cả hai bên nếu muốn thử thách lòng dũng cảm của mình hơn nữa. Lời nói bao hàm một sự đe dọa không che giấu. Tác giả. Sau khi chiến tranh chấm dứt, Mỹ sẽ sẵn sàng giúp nhân dân Việt Nam, toàn thể nhân dân Việt Nam, đổi mới và xây dựng lại một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập, phồn vinh và tự tin vào mình là phù hợp với quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ và trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ là mối đe dọa cho nền độc lập của Việt Nam.
Ông ta kết thúc bằng cách xin lỗi đã nói dài. Nhưng là một giáo sư trường đại học Harvard thì bao giờ cũng nói trong 55 phút. Mọi người cùng cười rồi nghỉ. Bộ trưởng Xuân Thủy nhắc lại rằng tình hình đàm phán từ sau cuộc gặp riêng tháng 8 năm ngoái đã xấu đi. Mỹ nói muốn giải quyết nhanh trước ngày 1 tháng 11 năm 1969, nhưng không đưa ra nội dung cụ thể gì mà chỉ mở ra một diễn đàn mới với cố vấn Kissinger. Trong khi đó, chúng tôi đưa ra hai nội dung cụ thể. Một là Mỹ rút hết quân và rút nhanh trong vòng 5-6 tháng. Hai là lập chính phủ liên hiệp ba thành phần, Tổng thống Nixon trong diễn văn ngày 3 tháng 11 năm 1969 lại nhấn mạnh dùng Việt Nam hóa để giải quyết chiến tranh. Chúng tôi tin rằng Việt Nam hóa sẽ thắng lợi là chủ quan và lừa dối dư luận. Xuân Thủy phê phán việc Mỹ không cử trường đoàn mới ở Paris rồi nhấn mạnh rằng Mỹ nói thành thật nhưng phía Việt Nam không thấy điều đó. Bộ trưởng cũng phê phán việc Mỹ đẩy mạnh hoạt động quân sự ở Lào và miền Nam. Về lời đe dọa của Kissinger, Xuân Thủy nói: "Chúng tôi không muốn đọ sức với Mỹ, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ độc lập tự do của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng ở tinh thần, ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam, không trông chờ ở phong trào chống chiến tranh ở Mỹ và thế giới. Mục đích đàm phán của chúng tôi là đạt được một nước Việt Nam hòa bình, độc lập thật sự." Ông nhấn mạnh, "Chúng tôi muốn rằng đã giải quyết với nhau thì giải quyết toàn bộ vấn đề làm sao thật sự chấm dứt được chiến tranh, thật sự tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam. Còn về hình thức nói chuyện thì không phải là vấn đề khó khăn lớn." Trả lời Xuân Thủy, Kissinger cho rằng đàm phán chưa tiến bộ thì mức độ của đoàn đại biểu Mỹ hiện nay ở Paris là thích hợp. Nếu đàm phán tiến bộ trên cơ sở mới thì phía Mỹ sẵn sàng cử sang một đoàn đàm phán mới. Ông ta cũng cho rằng hai vấn đề rút quân Mỹ và lập chính phủ liên hiệp là hai vấn đề đã đặt ra trước khi ông ta đến, và hai đề nghị đó cũng không đòi hỏi sự có mặt của ông ta ở Paris. Cuộc thảo luận buổi sáng gần kết thúc thì Xuân Thủy nhận xét là phía Mỹ đã tiết lộ bí mật cuộc gặp riêng. Kissinger bảo chữa rằng không ai đánh lừa được các ông hai lần đâu. Lê Đức Thọ: "Chúng tôi đã bị lừa nhiều nhưng không lừa được." Kissinger: "Vấn đề bi đát không phải là sự thật phải đương đầu với sự dối trá, mà bi đát là sự thật phải đương đầu với sự thật." Cuộc gặp gỡ buổi chiều bắt đầu bằng việc hai bên trả lời các câu hỏi của phía bên kia. Kissinger nhấn mạnh rằng Tổng thống Nixon đã đồng ý cho ông hành động như là một nhân vật chính trên cơ sở không chính thức để giải quyết những vấn đề cơ bản thật quan trọng trong các cuộc gặp nhau đều đặn với những nhân vật mà phía Việt Nam chỉ định. Nhưng vấn đề lớn đối với ông ta là phía Việt Nam có thật sự đàm phán như phía Hoa Kỳ hiểu chữ đàm phán không? Quả thật, đối với những người đã tỏ ra là những người dũng cảm tận tụy, thì bây giờ cũng khó mà xem xét việc chấm dứt chiến tranh mà lại không được đảm bảo tất cả các mục tiêu đầu tiên của mình. Vì vậy mà ông ta cũng chưa đưa ra một danh sách đề nghị cụ thể cho Việt Nam, mà chỉ nhắc lại thiện chí và sự mềm dẻo của Mỹ trong vấn đề rút quân. Nhưng buổi chiều chủ yếu là phát biểu tổng quát của cố vấn Lê Đức Thọ. Ông nói: "Theo ông đánh giá về tình hình chúng tôi thì không đúng với thực tế chiến trường hiện nay, đó là quyền của ông. Trong suốt 15 năm qua, khi đánh giá về tương quan lực lượng hai bên, các ông đã đánh giá rất sai về tình hình chúng tôi. Tôi muốn nhắc lại điều này để từ đó các ông có thể thấy phải đánh giá thế nào cho đúng. Có đánh giá đúng thì giải quyết vấn đề mới đúng được." Tiếp đó, Lê Đức Thọ nêu lên 4 lần Mỹ đánh giá sai. Lần thứ nhất, khi Mỹ dựng lên chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm với một đội quân tàn sát nhân dân. Lần thứ hai, việc Mỹ phát động chiến tranh đặc biệt ở miền Nam tưởng có thể đàn áp được nhân dân miền Nam
bằng chính sách ấp chiến lược, nhưng đã không thực hiện được. Lần thứ ba, Mỹ đưa quân ồ ạt vào miền Nam dùng một khối bom đạn, có thể nói là cao hơn tất cả các cuộc chiến tranh từ trước tới nay của Mỹ. Sau Tết Mậu Thân đến nay, ông lại đánh giá tình hình không đúng. Các ông nói, Việt Nam hóa chiến tranh thắng lợi, nhưng thực ra nó đã bắt đầu thất bại. Các ông định mở thêm một chiến trường ở Lào để phối hợp với chiến trường miền Nam, nhưng bây giờ cánh đồng chum đã bị mất về tay pha thét Lào. Cố vấn Lê Đức Thọ còn nói về phong trào chống chiến tranh Việt Nam ở Mỹ, và điều này Kissinger tỏ ra bực bội và xót xa vì sự chia rẽ trong nước ông. Lê Đức Thọ nói đến phong trào thế giới ủng hộ chính phủ cách mạng lâm thời, đến ảo tưởng của Mỹ về sự thay đổi đường lối của Hà Nội sau khi Hồ Chủ tịch mất, và kết luận: không phải chúng tôi không có hy sinh mất mát lớn và cũng có nhiều gian khổ, nhưng chúng tôi đã thắng. Đã thắng trong chiến tranh? Kissinger hỏi. Chúng tôi đã thắng và các ông đã thất bại. Đến nay các ông chưa thấy sự thật khách quan. Các ông vẫn tin có thể dùng áp lực quân sự tối đa với chúng tôi trên chiến trường. Các ông chưa muốn giải quyết vấn đề một cách nghiêm chỉnh. Ông Nixon nói nhiều về Việt Nam hóa chiến tranh để thúc đẩy thương lượng. Có phải các ông định dùng Việt Nam hóa chiến tranh để làm sức ép ở bàn hội nghị không? Các ông định rút quân từng bước, rút quân chiến đấu đến mức nào đó mà nhân dân Mỹ có thể chịu đựng được về người và của. Sau đó, các ông để lại một lực lượng hỗ trợ, yểm trợ cho ngụy quân ngụy quyền để kéo dài chiến tranh. Khi ngụy quân ngụy quyền đã mạnh lên, các ông để lại một lực lượng cố vấn và tiếp tục trang bị thêm cho ngụy quân. Nhưng thử hỏi, ngụy quân ngụy quyền có đảm nhận được gánh nặng chiến tranh không, và bao giờ thì đảm nhận được việc đó? Trước đây hơn 1 triệu quân Mỹ và quân ngụy mà các ông đã thất bại. Bây giờ các ông làm thế nào mà thắng nếu chỉ để cho quân đội Bù Nhìn một mình tiến hành chiến tranh và chỉ có sự yểm trợ của Mỹ không thôi? Làm sao các ông có thể thắng được? Lê Đức Thọ dừng một lát. Kissinger suy nghĩ. Chỉ có sự yểm trợ của Mỹ không thôi, làm sao các ông có thể thắng được? Sau này ông viết trong hồi ký rằng đó cũng là câu hỏi làm ông day dứt. Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 462. Lê Đức Thọ nói tiếp, các ông đã dọa chúng tôi nhiều rồi. Chúng tôi đã đánh với các ông trong bao nhiêu năm, ông biết rồi. Dù các ông có tiếp tục chiến tranh như thế nào nữa, thì cũng không thay đổi được chiều hướng cuộc chiến tranh này. Về đàm phán, Lê Đức Thọ tỏ vẻ nghi ngờ lòng thành thật của Mỹ. Ông nói, chúng tôi là một dân tộc đã bị người ta lừa gạt nhiều rồi. Muốn tạo điều kiện để giải quyết vấn đề thì phải thành thật. Các ông nêu điểm 1 là vấn đề rút quân. Ngay điều này đã cho chúng tôi thấy các ông không nghiêm chỉnh. Chúng tôi muốn thảo luận toàn bộ vấn đề rồi ký kết hiệp định và thực hiện hiệp định. Toàn bộ vấn đề là 10 điểm. Hai bên phát biểu ý kiến, không bên nào bị ép phải nhận điều kiện phía bên kia đưa ra. Về cách tiến hành hội nghị, Lê Đức Thọ nói, có nói chuyện công khai và nói chuyện riêng, rồi hỏi Kissinger, có phải ông Nixon cử ông sang đây nói chuyện riêng để giải quyết vấn đề, hay thỉnh thoảng ông sang đây để thăm dò thế này thôi? Còn ở hội nghị công khai thì các ông không chịu cử trưởng đoàn. Sau khi nói chuyện riêng giải quyết được vấn đề, thì ở diễn đàn công khai cũng phải có người để nói chuyện chứ. Còn vấn đề nữa là chính phủ cách mạng lâm thời chưa chịu nói chuyện với chính quyền Thiệu Kỳ Hương, một chính quyền phát xít và đàn áp, không tán thành hòa bình. Làm sao mà giải quyết vấn đề với một chính quyền như vậy? Chúng tôi muốn nói chuyện với những người có thiện chí để tìm một giải pháp, chứ không phải chúng tôi hoàn toàn phủ nhận nói chuyện với chính quyền của các ông ở Sài Gòn đâu. Trong khi chúng tôi và chính phủ cách mạng lâm thời chưa chịu nói chuyện với chính quyền Sài Gòn, thì chúng tôi và các ông
thảo luận giải quyết toàn bộ vấn đề. Sau khi giải quyết các vấn đề cơ bản rồi thì sẽ thảo luận cụ thể ở hội nghị bốn bên. Nhưng các ông phải cử trưởng đoàn mới có thẩm quyền. Kết luận, Lê Đức Thọ nói: trong hai con đường hòa bình và chiến tranh, các ông nên chọn lấy một. Nếu các ông chọn con đường hòa bình thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Và như ông nói, sau khi hòa bình lập lại, quan hệ hai nước chúng ta sẽ mở ra một trang sử mới. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi vào các chương trình của Win Win Việt Nam phát 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.